我查到。小狮子叫，乔纳没办法，那奈加三对，哈比姆杯，有点哈比皮，佩服兵，你没安。không nên là ngày mùng thọ của ba của tám mươi năm tuổi nên chóng tập luyện ở cửa khẩu quốc tế Lào Cai ở nơi Trung Quốc. Nên cháu xin một bài tên là bài mùa xuân của em dương nhất trên đường cùng ba con đã to lên trong ngày sau này đã lên tập luyện trong năm xưa.Em đừng chả chả đi. Everybody sing, come on out. Whoa, whoa. Louder. Whoa, whoa.
Chuyển động em về Lào Cai, núi rừng bạt ngàn hoa trái. Anh đưa em lên tiếp chuyến đi. Ngập ngừng tay em mở lối. Em đưa anh lên rừng mơ, chiều vàng say trong câu hò. Cùng em lên trời Bắc Hà, nâng niu cánh mận tình yêu nơi đây như tình yêu của đôi ta. Ôi Mường Khương vùng cao, ôi Y Tý vùng cao, lửa hồng cháy trên má em. Ngô nướng thơm hương tình đất, rượu say thơm hương tình chín giờ chiều bé Bảo Ngọc 6 tuổi học trường tiểu học phường Bến Thủy thành phố Vinh tỉnh Nghệ An múa hát một bài trước cửa khẩu Lào Cai Trung Quốc bắt đầu. Cháu là bé Bảo Ngọc, năm nay cháu 6 tuổi, học lớp 1B, trường tiểu học Bến Thủy, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Hôm nay là ngày mừng thọ của bà cụ 85 tuổi nên cháu tập luyện ở cửa khẩu Trung Quốc quốc tế Lào Cai ở nơi Trung Quốc. Cháu xin một bài tên là bài mùa xuân của em. Dương biết trên đường quần ba. À, to lên. Em đừng xa xa đi. Dắt em lần bậc đá lẫn trong chín tầng mây, đứng trên núi Hàm Rồng thấy trời không cao quá. Không nên nhảy quá mà đi. Ba đêm trăng dòng chảy hồi, thiên chư tình xa ba, tình yêu như thế đó. Hồng mùa bán linh ơi, yêu tha thiết mà thôi, yêu tha thiết mà thôi. Lào Cai ơi, đưa nhau về thành phố, lung linh bên dòng sông Hồng Hà, đi trên đường thủy hoa, thành phố Lào Cai nguy nga, thành phố. Sau đó thì sẽ buổi trưa thì anh ơi, buổi trưa thì mình sẽ thưởng thức một bữa cơm trưa ở bên này đúng không? Mình sẽ thưởng thức một bữa ẩm thực của Trung Quốc xem nó có khác lạ với của Việt Nam mình hay không ạ. Sau đó thì đến buổi ăn cơm xong thì mình sẽ dành một chút thời gian mình tham quan các lãnh thổ bằng luôn ở bên này. Và đến đúng 2 giờ mọi người mình sẽ tập trung ở tại cửa khẩu, em sẽ làm cảnh Việt Nam của mọi người ạ. Đúng không ạ? Có 2 tiếng ạ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
mời là đấy, bên kia sông Hồng là Việt Nam ạ, à, bên này là Trung Quốc nữa. Về cái màu biển xe, màu xanh là màu của tư nhân và màu trắng là của cơ quan hành chính nhà nước ạ, ngược lại so với Việt Nam của mình nước ạ. Màu trắng là cái màu của cơ quan nhà nước ạ? Dạ vâng ạ. Thế còn màu vàng? Màu vàng thì dành cho xe máy và xe có trọng tải lớn chứ ạ? À, cái chi ở đây? Và ở đây về các phương tiện tham gia giao thông của anh thì hầu hết là hàng nguyên tiếng Anh và hàng nội địa, không có hàng nhập khẩu nguyên chiếc này ở Việt Nam đâu ạ. Bạt ngàn hoa trái, anh đưa em lên vườn đào, ngập ngừng tay em mở lối. Em đưa anh lên rừng mơ, chiều vàng say trong câu hò. Cùng em lên chơi bắc hà. Em chạy tương tự thôi rồi. Chạy nhã nhã nhọc. Như tình yêu nơi đây, như tình yêu của đôi ta. Ôi Mường Khương vùng cao, ôi Y Tý vùng cao, lửa hồng cháy trên má em. Ngô nương thơm hương tình đất, rượu say thơm hương tình người. Dắt em lần bậc đá, lăn trong chín tầng mây, đứng trên núi Hàm Rồng, thấy trời không cao quá. Chỉ như chúng mình thôi, chỉ như chúng mình thôi. Xa ba thiên trăng dâm chảy hồi, thiên trở tình xa ba. Tình yêu như thế đó, không mua bán mình ơi, yêu tha thiết mà thôi, yêu tha thiết mà thôi. Lào Cai ơi, đưa nhau về thành phố, lung linh bên dòng sông Hồng Hà, đi trên đường đi hoa, thành phố Lào Cai nguy. Quê anh Lào Cai quê, Lào Cai. Nó để sau lưng em.